Cô giáo chưa bật mic. Một. Con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Dạ. Được chưa? Đọc lại các từ này cô nghe nhá. Bike. Bike. Train. Train. Robot. Camera. Okay, very good. Now, bài tiếp theo. Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to number 1 to 5. Hãy đọc cái bài dưới đây, sau đó chọn từ để đúng để điền vào chỗ trống, được chưa? Nào, chúng ta sẽ có các từ để điền vào chỗ trống là các từ sau. Classroom là gì hả con? Dịch cho cô trước nhá. Classroom là gì? Classroom là phòng học. Chính xác. Park. Park là gì? Park là hồ. Đúng rồi. Pens là gì? Hay là bút, table là cái bàn. Hockey là một cái gậy. Gậy chơi. Hockey. Trên đường là trẻ em. Con ghế. Ghế là trẻ. Ok, tốt. Nào, bây giờ đọc cho cô nhá. Classroom. Classroom. Park. Park. Pens. Pens. Table. Table. Hockey. Hockey. Feet. Feet. Children. Children. Right, sorry, chair. Chair. Và chúng ta sẽ phải chọn từ đúng để điền vào năm chỗ trống, được chưa? Cái bài hôm bài đọc hiểu hôm nay của chúng ta sẽ là bài a desk. Thì vậy a desk có nghĩa là gì con? Là một cái bàn. Bàn học, đúng rồi, bàn học, bàn làm việc, được chưa? Con có hiểu bài này chưa? Dạ. Ok, chúng ta điền vào chỗ trống như cô nhá. Con làm đi, sau đó cô sẽ chữa.
Xong chưa Đồng Minh? Đồng Minh? Xong chưa con? Ok. Nào, đọc đáp án cho cô nào. Câu số 1. Yeah. Yeah. Chính xác. Câu số 2. Câu số 2. Đồng Minh? Các mình có nghe thấy cô không con? Yeah. Nào câu số 2. Con chưa làm được câu số 2 à? Children. Children. Nó phải là feet nhá. Lucy can see his legs and feet under me. Lucy có nhìn thấy con những cái chân và bàn chân ở dưới cô. Bởi vì là đấy là cái tôi là bàn mà. Khi mà con để chân ở dưới bàn thì người khác ở đằng trước có thể nhìn được chân của con. Đó, phải là legs and feet nha. Câu số 3. Số 3 là gì? Hands. Hands, chính xác. Số 4. Số 4 là gì? The children. The children. Chính xác, số 5. Table. Table nhá. Được chưa? Table. Được chưa nào? Nào bây giờ cô đọc và dịch cái bài này nhá. Và sau đó Đăng Minh sẽ đọc cho cô. Nào, tập trung vào Đăng Minh. I am a classroom in Lucy's school. Lucy's teacher sits on a chair in front of me. Lucy can see his legs and feet under me. He puts his ruler, pens, and pencil on me. The children stand next to me, and Lucy's teacher looks at the book. I am a like table, but people don't sit and break and eat breakfast at me. What am I? Sorry, what I am? I am a desk. Được chưa? Nào cô dịch này. Tôi là một cái lớp học tại phòng học của Lucy. Giáo viên của Lucy ngồi bên trên tôi và có một chiếc ghế trước mặt tôi. Lucy có thể nhìn thấy những cái chân và bàn chân ở dưới tôi. À, cậu ấy đặt những cái chiếc thước kẹ này, bút và bút chì ở bên trên tôi. Và bọn trẻ con thì đứng bên cạnh tôi và cô giáo của Lucy nhìn vào những quyển sách, được chưa? Tôi giống cái bàn nhưng mà mọi người sẽ không ngồi và ăn sáng ở trên tôi. Thế tôi là ai? Tôi là một cái bàn học hoặc là bàn làm việc. Được chưa nào? Con đã hiểu bài này chưa? Đăng Minh. Ok, nào con đọc cho cô nghe. Con đọc cho cô nghe. I am a classroom. Lucy's school. Lucy's teacher sits on a chair in front of me. Lucy can see his legs and feet under me. He puts his ruler, pen and pencils on me. The children stand next to me and Lucy's teacher looks at their books. I'm a like table, but people don't sit and eat breakfast at me. What I am, I'm a desk. Ok, tiếp nha con nhá. Mình đến với bài tập số 5. Trong bài tập số 5 thì con sẽ nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi. Và con sẽ phải viết câu trả lời với một từ thôi nhá. Ví dụ này, what is on the table next to the bed? Trả lời cho cô. What is on the table next to the bed? A lamp. Yeah. What is a cat doing? Sleeping. Đúng rồi. Nào, con trả lời cho cô luôn câu số 1 nào. Which room is Sue in? Which room is Sue in? Trả lời cho cô câu số 1. Room đang ở phòng
Ờ, không phải phòng cơ mà. Phòng thì phải là gì con? Her bedroom. À, the top, đúng rồi, her bedroom. Tương tự như thế, Đăng Minh trả lời cho cô câu số 2 và 3 nào. Đăng Minh trả lời xong, cô sẽ chưa? Được chưa? Đăng Minh trả lời đi. Kitchen. Ok, very good. Now, two. Where is Sue now? In the kitchen. In the kitchen, đúng rồi. So, what is Sue eating? Banana. Banana? Ok, đồng ý. Có thể là quả cam hoặc cũng có thể là quả chuối. Ok, đồng ý với đáp án của con. Rất tốt, rất tỏi. Nào, con trả lời cho cô tiếp câu 4 và 5 nào. Đăng Minh trả lời đi. Trả lời xong cho Minh. Minh, con trả lời xong chưa? Did you finish? Have you finished it already? Con trả lời xong chưa nào? Hả? Cô không nghe thấy gì? Nào, được rồi, nào cô chưa nhá. Question 4. What is a cat drinking? Milk. Banana juice. Banana juice. Okay. Ở đây đáp án chỉ là milk hoặc là water thôi. Được chưa? Ừ, nó không phải là banana juice thôi nhá. Ở đấy là banana. Nhưng mà gì nó vàng vàng. Nó có thể là sữa, có thể là nước. Được chưa? What color is the sun? What color is the sun? Red. Red. Chính xác. Chính xác. Okay. Okay, nào. Thời gian còn lại thì bây giờ trả lời cho cô một số câu hỏi ở hai bức tranh này nhá.
Okay. So, can you guess what time is it? What time is it? At night, or in the morning, or in the afternoon? Đang mi đoán cho cô nào, thời gian này là thời gian nào nhỉ? Buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối? Evening. Evening. Okay, very good. Okay, so what is on the refrigerator? What is on the refrigerator? Tell me. Oh, what is on the fridge? Sorry, fridge. Cái gì đang ở trên tủ lạnh con? Cái gì con? Fridge. What is on the fridge? Chúng ta sẽ có hai từ tủ lạnh, một là từ fridge, hai là từ refrigerator. Được chưa? Hai là refrigerator. Được chưa? Có hai từ mà nghĩa là tủ lạnh, được chưa? Fridge hoặc là refrigerator, được chưa? Thì con trả lời đó chính, câu trả lời, câu đáp án nó chính là the plant, đó chính là một cái cây, được chưa nào? Ok, tiếp này. How many chairs are there in this picture? How many chairs? Three. Very good. Okay. So, what are on the table? What are on the table? Water and fruit. Water and fruit. Exactly. Very good. Okay. So, what color is the Sue's t-shirt? What color is the Sue's t-shirt? What color? Pink. Rồi. Nào tiếp bức tranh thứ hai. Okay. So, what color is the fridge? What color is your fridge? Cái tủ lạnh màu gì con? Cái là nó có sự điểm khác. Màu da là màu gì? So what is the cat doing? What is the cat doing? The cat is drinking. So, phải tiếp nhá. Okay. What is behind the cat? What are behind the cat? What are the things behind the cat? Những cái gì đằng sau con mèo? Sink. Hả? Cái gì con? Sink. Okay. Gần hơn cái sink, gần hơn cái bồn rửa tay là cái gì? Hả? Chairs. Gần hơn cái ghế là gì? Fruit. Chính xác. Đúng rồi. Okay. Very good. Okay. Tôi cũng hỏi con nhá. Nào kiểm tra một chút về các giới từ chỉ vị trí nào. In có nghĩa là gì? In có nghĩa là gì? In có nghĩa là trong. On là gì? On ở trên. Behind. Ai là tôi? Hả? Behind là gì con? Behind là đằng sau. Đúng rồi, in front of. Đằng trước. Đúng rồi. Ok, tốt. Rồi. Ok, Đăng Minh hoàn thành bài hôm nay khá tốt. Hôm sau thì nhớ dậy trước khi học tầm nửa tiếng cho tỉnh ngủ con nhá. Được chưa? Yeah. Ngày mai mình sẽ học nha. Ngày mai mình học 3 giờ nha con. Được chưa? Yeah. Rồi. Bye bye. See you next time.